Đây. Ồ, ăn cơm hả? Ăn cơm rồi. Rồi. Ông kêu con Mảnh ra ăn cơm không? Nó nghe mùi là nó sẽ xuống thôi. Đừng có lo, giữ tới cái đoạn để đây cho chắc cu. Cái gì có mấy miếng dưa leo vậy? Cái gì có hai ba cái cục thịt gà vậy? Cái gì kỳ vậy bà? Tôi để ý cả tuần lễ nay rồi đó nha. Lúc nào sao đồ ăn càng ngày nó càng teo lại là sao vậy? Nên tôi đưa cho bà tiền chợ đầy đủ là một tháng cả chục triệu để mà lo cho chi phí trong gia đình. Tất cả mọi thứ sao giờ càng ngày càng ít đồ ăn là sao? Mà sao ăn cho đủ đây? Bây giờ nên tiết kiệm đi ông ơi. Biết sao không? Sao? Ông lớn tuổi rồi. Thì giờ mình ăn mỗi thứ vậy nè, mình ăn ít thôi để mỡ trong máu nè, rồi men gan cao, mất công ăn nhiều mấy cái đó nó lên nè. Mình tiết kiệm thôi. Vậy đi, ăn cơm. Ủa sao hồi đó không tiết kiệm mà tự nhiên bây giờ bà lo cho sức khỏe của tôi, bà thương tôi quá vậy ha, bà yêu tôi quá, nhà nào tôi cũng hay ra. Nè, bà đừng có lấy cái lý do đó bà nói tôi kiểu này. Bây giờ tôi hỏi bà thành thật bà nói tôi biết đi. Bà chắc chiêu ba cái đồ ăn như thế này ha, để bà dư tiền đó bà làm cái gì? Bà lo gia đình của bà đúng không? Mấy ông anh bà chị của bà người ta có công ăn việc làm hết, ai cũng có tay có chân tự đi làm kiếm tiền lo cho bản thân của mình. Bà lo cho cha mẹ của bà là tôi chấp nhận, nhưng mà mấy ông anh bà chị hở ra nào kêu bà cho tiền, hở ra kêu bà mượn tiền là sao? Tôi không chấp nhận được. Thôi cái gì ông cũng từ từ chứ, nói tôi xả vào mặt tôi nghe kịp. Cái chuyện mà tôi lo cho gia đình đó là cái phần đó là cái phần riêng. Ông ở với tôi bao nhiêu năm rồi mà ông không biết hay sao? Ông hiểu tính tôi hay sao? Còn bây giờ á, nói chung là bây giờ là nên tiết kiệm, làm tôi làm cái chuyện khác. Mà bây giờ tôi chưa có tiện nói ra với ông. Đó bây giờ nói ra rồi đó, không tiện nói ra có nghĩa là mờ ám. Mà mờ ám là có vấn đề, đúng không? Bà bỏng sẻn và làm cho mọi thứ trong gia đình nó tốt lại. Để rồi bà sử dụng số tiền này bà cho trai đúng không? Bà cho trai đúng không? Bà nuôi trai đúng không? Trời đất ơi trời! Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao tôi từng tuổi này rồi? Tôi ở với ông bao nhiêu năm? Hả? Mấy chục năm trời rồi. Tôi lớn tuổi rồi. Làm gì mà có cái chuyện mà tôi mê trai ở ngoài đường mà tôi cho trai? Xin lỗi ông nha. Trai nào nó mê tôi cho ai? Hả? Tôi nói cái chuyện này là tôi làm tôi không có lỗi với ông là được rồi. Thôi, ăn cướp đi, đừng có nói. Không có lỗi, bà phải giải thích cho nó rõ ràng. Bây giờ tại sao phải tiết kiệm? Mắc mớ gì phải tiết kiệm? Hả? Nhưng mà ông nói cái chuyện là tôi cho trai là tôi không có đồng ý. Tôi mê ai, tôi cho ai? Cho. Con nói là có cho. Thấy không, nó xác nhận luôn kìa. Nó là con bà, nó phải bên bà. Tại sao nó xác nhận là bà có cho kìa? Ba bình tĩnh đi, con nói trong chuyện này ba đúng. Thấy không, nó nói tôi đúng kìa, thấy chưa? Đúng bậy luôn á. Ủa sao là ba bậy là sao? Ba ơi ba, má đang làm một việc rất là tốt chứ không phải là như ba nghĩ đâu. Nè, con nói cho, và đây. À, má coi nè. Quá trời, thấy không má? Bạn của má đang bị cách ly. Con thấy vậy á, con cũng giúp má. Quá trời, con ủng hộ luôn má. Má coi nè. Đó, tôi nhắn nó tới. Người ta gửi tiền rồi, người ta gửi quà, gửi trứng, gửi gạo, gửi sữa, tùm lum hết luôn nè. Má. À, má rồi, má coi sắp xếp đi, mình chở tới cho cô. Bởi vậy má nhờ con là đúng rồi đó. Thấy chưa? Đó, cái chuyện tôi tiết kiệm á là cái vụ này đó. Ủa? Là nãy giờ ba la má vụ ăn uống á hả? Thì đúng rồi, ba thấy càng ngày nó càng theo lỡ đồ ăn cho nên ba nghĩ là má con dư tiền để làm cái gì đó mờ ám. Khổ ba ghê á, má nói với con rồi là giờ mình ăn uống á là ít lại xíu. Bình thường mình ăn dư giả mình bỏ là mang tội. Giờ mình ăn ít lại để mình để dành cái phần đó. Mình còn giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình, những người yếu thế. Vậy hả? Dạ. Ba hiểu rồi. Ôi, bây giờ gia đình mình ăn cơm đi. Dạ. Ăn cơm tiết kiệm để có dư tiền mình giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Ngon quá. Qua đại dịch lần này thì Phương Trâm thấy được một điều rằng người dân của chúng ta có một cái tinh thần tương thân tương ái rất là cao. Và chính vì vậy mà thông điệp mà Phương Trâm muốn gửi đến tất cả mọi người rằng hãy tiết kiệm trong khoảng thời gian này, không chỉ vì việc là đảm bảo được chi tiêu cho gia đình, mà bên cạnh đó chúng ta còn có thể có một cái khoản để mà giúp đỡ cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn hơn.
và chúng ta cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch lần này.